ngày cuối cùng ở Đà Lạt á, trong khi mà đợi đến giờ ra sân bay thì tụi mình rủ nhau đến quán cà phê Woodstock. Nghe nói quán này được mệnh danh là cứ dơ máy lên là auto đẹp, đang làm mưa làm gió, thử xem ha. Rồi, không gian bên ngoài là ghế gỗ khá thoáng nè, decor rất là nhiều góc nè. Tôi á là tôi khoái nhất là mấy tấm bảng gỗ nha, được thiết kế bên phía bên ngoài vậy nè, nhìn đẹp dễ sợ luôn ha. À, đặc biệt là ở góc sân á, có một cái ban công xây dựng cao thiệt là cao để nhìn ra ngoài đường phố á. Ta nói cái này mà buổi tối mà ngồi trên đây hả, nhìn ngắm thành phố Đà Lạt, trời ơi nó đã. Rồi bây giờ mình vô trong nha. Khi mà bước vào bên trong thì tông màu vàng của gỗ và phong cách Tây Texas của Mỹ khiến không gian vô cùng tươi sáng và đẹp mắt luôn á. Trời, phong cách phương Tây mà có các trang trí nội thất cổ điển là khá hợp lý luôn. Thực đơn ở đây thì khá đa dạng với nhiều loại đồ uống và giá cả khác nhau nha. À, mình thấy là giá rẻ nhất là 35.000 đồng và giá cao nhất là 84.000 đồng. Giá trung bình ở đây là khoảng 50.000 đồng một ly. Một mức giá thì tương đối cao so với mặt bằng chung ở Đà Lạt á, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà thôi kệ đi, mình bỏ qua cái vụ giá cả nha. Bây giờ mình nghĩ đến cái chuyện mà ngồi trong mọi không gian thanh tĩnh và yên bình như thế này. Xung quanh là những lát gỗ và bàn ghế đậm chất Tây Âu. Rồi uống một cái cốc cà phê ấm nóng, rồi trò chuyện dài ba câu chuyện, trời tuyệt vời ha. Và đặc biệt là mình phải đi chung với người thương nữa thì phải nói là một trải nghiệm vô cùng thú vị luôn. À, mình thấy ở đây là họ có trưng bày những cái loại nhỏ, nhìn rất là đẹp ha. Thì mình cầm mình coi thử thì mình thấy hình như là họ trưng bày trà, bán, có bán thì phải. Giờ ngồi ở đây ngắm xung quanh quán nha, phải nói quán rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không, phía xa xa là có cái kệ sách nữa, ai có thể ngồi rảnh thì có thể ngồi xem cũng được. Hoa khô thì được trang trí trong quán rất là nhiều luôn. Phía gần cái chỗ cái quầy thì mình thấy là có một cái chiếc xe cổ. Ngoài cái khu vực ở trong quán thì nếu mà mọi người muốn cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn thì có thể là chọn ra cái phía hành lang phía ngoài như thế này nè. Tuy cái góc hẹp thôi nhưng mà họ cũng decor cũng rất là nhìn cũng rất là tinh tế nha. Ngồi ở đây có thể là ngắm những cái phía xa xa rất là đã luôn. Cái khúc này nè, tự dưng cái uống xong cái ly sinh tố tự nhiên cái mình mắc hát ghê luôn. Tôi nhớ Đà Lạt ơi, xuống người lữ thư với bao nhiêu ước mơ. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, quán ở địa chỉ 80 Bùi Thị Xuân.